Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ cháy 14 người tử vong ở Hà Nội, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip chia sẻ hình ảnh nam thanh niên dùng thang dây leo lên cửa sổ ngôi nhà bị cháy để đập tường cứu người bên trong. Ngay sau đoạn clip được đăng tải, không ít bày tỏ sự tán dương cho người hùng bất chấp nguy hiểm để cứu người trong đám cháy. Qua tìm hiểu, một trong số những người hùng giải cứu người mắc kẹt bên trong vụ cháy 14 người chết tên Tuấn, 21 tuổi, quê Nam Định. Theo anh Tuấn, anh là sinh viên của một trường đại học và đang thuê trọ ở gần ngôi nhà bị cháy tối qua. Anh Tuấn chia sẻ, gần 1 giờ sáng anh nghe thấy tiếng hô hoáng có cháy từ nhà hàng xóm. Theo phản xạ, anh vội chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà bên cạnh. Việc tiếp cận vô cùng khó khăn. Thời điểm này, tại căn nhà nơi xảy ra vụ cháy có nhiều tiếng kêu cứu. Anh Tuấn và hai người khác nhận định vị trí để tiếp cận người phía bên trong căn nhà. Nơi tiếp cận là một lối duy nhất giáp ranh với nhà bên. Lối này có thể leo lên để cứu người. Sau đó, anh Tuấn cùng với hai người khác dùng thang leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt chui ra. Anh Tuấn kể, trong clip xuất hiện trên mạng xã hội không phải tôi. Khi đó, tôi với hai người khác thay nhau leo thang lên rồi đập tường của căn nhà. Khi đục tường, lần lượt ba người chui ra, trong đó có hai người lớn và một trẻ em. Cũng theo anh Tuấn, sau khi cùng hai người bạn cứu được ba người, ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi nỗ lực cứu những người tiếp theo là vô vọng. Lúc này, mọi người đành bất lực trước tiếng kêu cứu của những người còn mắc kẹt trên tầng thượng. Anh Tuấn chia sẻ, vụ cháy xảy ra ít phút, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Song, căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong ngõ, việc cứu hộ, cứu nạn và dập lửa gặp muôn vàn khó khăn. Vào hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, tổng đài 114, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Tiếp cận hiện trường, các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng kính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt. Trong đó có 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện có 14 người tử vong. Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ cháy nhà trọ khiến 4 người chết ở Hà Nội, nhiều người dân sinh sống gần hiện trường bàng hoàng, không tưởng tượng hậu quả lớn như vậy. Công an Hà Nội đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các lực lượng khác và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Các lực lượng đã phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ, tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Như PLO đã thông tin, khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay, ngôi nhà trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Ngôi nhà 5 tầng cho thuê trọ, tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Ban đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy đã khiến 14 người chết, nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành có liên quan phối hợp Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Khoảng 0 giờ 30 ngày 24 tháng 5, ngôi nhà trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Ngôi nhà 5 tầng cho thuê trọ, tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Thời điểm trên xuất hiện những tiếng nổ lớn, kèm theo đó là lửa và khói bốc lên từ ngôi nhà cao 5 tầng mỗi lúc một dữ dội. Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để làm công tác cứu hộ cứu nạn và chữa cháy. Do ngôi nhà xảy ra nằm sâu trong ngõ, lối vào nhỏ hẹp nên việc tiếp cận hiện trường đám cháy của lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn. Đến hơn 1 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói vẫn bốc lên từ ngôi nhà. Đến hơn 3 giờ sáng, nhiều thi thể bọc túi vải đặt trên cán được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Được biết, ngôi nhà xảy ra cháy có 5 tầng, đang cho thuê trọ, mỗi tầng 2 phòng, tầng 1 kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, có 14 người tử vong, 3 người bị thương trong vụ cháy,
Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Công an đã phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Đến 8 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 9, thành phố Hà Nội đã phát bản thông cáo đầu tiên về vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Theo đó, vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích hơn 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa. Đến 5 giờ ngày 13 tháng 9, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. Các lực lượng chức năng cũng đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ cháy. Như PLO đã thông tin, vào rạng sáng 13 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và xử lý hậu quả của đám cháy. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang đưa những nạn nhân bị kẹt trong chung cư bị cháy ra ngoài. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, đám cháy xảy ra ở một con ngõ rất sâu, hẹp, chỉ rộng 2-3 mét tùy từng đoạn. Xe cứu hỏa không vào được nên phải dẫn dây cứu hỏa vào. Nhiều người nhà của các nạn nhân hiện đang có mặt gần hiện trường, tuy nhiên vẫn chưa thể rõ người thân của mình đang ở bệnh viện nào. Một phụ nữ có người thân ở tầng trên cao khóc, tôi nghe người ta nói từ tầng 5 trở lên thì có hy vọng. Anh Trần Nhật Quang, một người dân sống gần đó cho biết, khoảng 23 giờ anh nghe tiếng hô hét cháy của cư dân từ tòa nhà gần đó. Đám cháy bùng lên từ tầng hầm, khói nghi ngút, lực lượng chức năng đến phá cửa, nhiều người hoảng loạn chạy lên tầng thượng, lấy điện thoại bật đèn để cầu cứu. Tòa nhà xảy ra cháy là một chung cư thiết kế 10 tầng, một tầng hầm, 8 nổi, 1 tum với 45 phòng. Người dân cho biết khi xảy ra đám cháy, các phòng đều có người ở, đa phần là các hộ gia đình và sinh viên thuê trọ. Do đám cháy xảy ra vào ban đêm, nguồn lửa phát nguồn từ tầng hầm với rất nhiều xe máy để bên dưới nên chỉ có một số người thoát ra được. Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đang tiếp nhận cấp cứu 19 nạn nhân của vụ cháy, có 2 trường hợp tử vong ngoại viện. Sáng sớm ngày 13 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến ngõ 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi xảy ra vụ cháy chung cư mini 10 tầng khiến nhiều người bị mắc kẹt. Theo đó, khoảng hơn 23 giờ ngày 12 tháng 9, lửa bùng phát tại một chung cư mini cao 10 tầng nằm sâu trong ngõ 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Người dân ở đây cho biết, lửa khói phát lên từ tầng hầm của chung cư, hiện chưa ghi nhận được số lượng thương vong. Tòa chung cư có 10 tầng với 45 căn hộ. Khu vực xảy ra đám cháy gần sông Tô Lịch, ngã tư Sở, nằm trong ngõ nhỏ sâu, lực lượng cứu hộ khó tiếp cận. Xe chữa cháy chỉ có thể đổ cách hiện trường 300-400m, lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa. Cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, bảo vệ dân phố và người dân đều đã làm việc hỗ trợ liên tục ở đây từ đêm qua. Lãnh đạo Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và Công an thành phố Hà Nội đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Nhiều xe cấp cứu cũng được huy động để đưa nạn nhân đến bệnh viện. Hiện đám cháy được dập tắt hoàn toàn và phần lớn các nạn nhân được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Quân đội 103 Hà Đông. Theo thông tin ban đầu, từ 23 giờ 30 đêm ngày 12 tháng 9, tại một chung cư mini cao 9 tầng nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, xảy ra cháy lớn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong chung cư có nhiều người. Thời điểm cháy, trong tòa nhà có 45 hộ dân đang sinh sống. Sau khi lửa bùng phát, có khoảng 5 hộ dân thoát được ra ngoài. Nhận tin, lực lượng cứu hỏa đã điều khoảng 20 xe chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sĩ tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do hiện trường nằm trong ngõ sâu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang đưa các nạn nhân xấu số ra bên ngoài. Chung cư bị cháy được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân, chia được gần 50 căn hộ cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên, trong đó có một tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và một tầng tum. Còn theo tin từ phía lực lượng chức năng, mỗi tầng căn hộ được thiết kế với 5 căn hộ có diện tích căn hộ từ 35 đến 56 m2. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã cứu hộ được 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã vong mạng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 12 tháng 9, đám cháy xảy ra tại chung cư mini cao 9 tầng ở phố Khương Hạ. Vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người tử vong và mắc kẹt ở trong chung cư. Theo thông tin sơ bộ, lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng 1,
sau đó lan lên 10 tầng chung cư mini. Lửa bốc rất mạnh, tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà kế bên. Cột khói đen bốc cao ngùn ngụt, đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy. Ngôi nhà cháy rộng hơn 100m², được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân, chia làm 45 phòng trọ và đều kín phòng. Thời điểm cháy, cư dân đã và đang chuẩn bị đi ngủ. Thấy khói lửa, mọi người hò nhau chạy lên tầng thượng, một số nhảy xuống mái tôn nhà kế bên. Khoảng 15 xe cứu hỏa cùng 100 cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường. Do nhà nằm sâu trong ngõ nên xe cứu hỏa phải đổ ngoài phố Khương Hạ, dẫn vòi rồng vào trong. Cảnh sát phải dùng thang dây tiếp cận qua các ô thoáng để vào các phòng soi đèn tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 1 giờ ngày 13 tháng 9, ngọn lửa được cơ bản khống chế và phải tới hơn khoảng 2 giờ ngày 13 tháng 9, khói mới được dập tắt. Lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước từ vòi rồng từ tầng 3 đến tầng 9 để tìm kiếm người mắc kẹt bên trong. Đến 5 giờ 30 ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đưa các nạn nhân xấu số ra bên ngoài và đưa người bị thương đi cấp cứu. Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đang tiếp nhận cấp cứu 19 nạn nhân của vụ cháy, có 2 trường hợp phong mạng ngoại viện. Sáng sớm ngày 13 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến ngõ 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi xảy ra vụ cháy chung cư mini 10 tầng, khiến nhiều người bị mắc kẹt. Theo đó, khoảng hơn 23 giờ ngày 12 tháng 9, lửa bùng phát tại một chung cư mini cao 10 tầng, nằm sâu trong ngõ 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Người dân ở đây cho biết, lửa khói phát lên từ tầng hầm của chung cư, hiện chưa ghi nhận được số lượng thương vong. Tòa chung cư có 10 tầng với 45 căn hộ. Khu vực xảy ra đám cháy gần sông Tô Lịch, ngã tư Sở, nằm trong ngõ nhỏ, sâu, lực lượng cứu hộ khó tiếp cận. Xe chữa cháy chỉ có thể đổ cách hiện trường 300-400m. Lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa. Cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, bảo vệ dân phố và người dân đều đã làm việc, hỗ trợ liên tục ở đây từ đêm qua. Lãnh đạo Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn và Công an Hà Nội đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Nhiều xe cấp cứu cũng được huy động để đưa nạn nhân đến bệnh viện. Hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và phần lớn các nạn nhân được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Quân đội 103 Hà Đông. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong chung cư có nhiều người. Các nhân chứng cho biết vụ cháy xuất phát từ tầng 1. Thời điểm cháy, trong tòa nhà có 45 hộ dân đang sinh sống. Sau khi lửa bùng phát, có khoảng 5 hộ dân thoát được ra ngoài. Theo chia sẻ của người dân, khu vực ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình tập trung nhiều chung cư mini, nhà trọ, thu hút hộ gia đình trẻ và sinh viên của nhiều trường đại học lớn gần đó như Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Hà Nội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.